Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Trong nhiều năm gần đây, một trong những thủ đoạn chính của Trung Quốc trong việc tranh giành vùng biển Đông của Việt Nam hiện nay chính là thành lập ra các lực lượng dân quân biển để tiến hành khiêu khích các lực lượng của các quốc gia có tranh chấp, trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Với lực lượng này, Trung Quốc thường xuyên thực hiện những hành vi phi pháp trên vùng biển của nước ta. Tuy nhiên, mới đây, theo một tờ báo của đất nước tỷ dân, Việt Nam chúng ta cũng sắp có lời đáp trả đanh thép đối với lực lượng này. Và câu trả lời của Việt Nam chính là việc chúng ta cũng tự tạo ra cho mình một lực lượng dân quân biển riêng. Dân quân biển là gì? Lực lượng này gồm những thành phần như thế nào? Và khả năng tới đâu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lực lượng này trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, trong một bài báo viết trên báo Hoa Nam buổi sáng vào cuối tháng trước có tiêu đề Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân biển của mình, tác giả đã thông tin cho các độc giả về lực lượng dân quân biển chuẩn bị được thành lập của Việt Nam chúng ta. Theo đó, tác giả viết rằng, theo một tạp chí quân sự Trung Quốc, Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân biển của mình ở Biển Đông nhằm thách thức rõ ràng những nỗ lực của Trung Quốc để thống trị vùng biển đang tranh chấp này. Giống như Trung Quốc, quốc gia Đông Nam Á có truyền thống lâu đời sử dụng lực lượng dân quân hàng hải để bảo vệ các yêu sách của mình. Lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của họ ở vùng biển gần Hải Nam, quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa đã đe dọa lực lượng thực thi pháp luật trên biển và an ninh quốc phòng của Trung Quốc. Tạp chí cho biết trong một bài báo xuất bản từ tuần trước, tờ Hoa Nam buổi sáng tiếp tục, Việt Nam đã thông qua luật vào năm 2009 cho phép lực lượng dân quân biển của mình thực hiện các cuộc tuần tra giám sát trên biển, đối đầu và trục xuất các tàu nước ngoài xâm phạm để bảo vệ các vùng đảo và bãi đá ngầm do Việt Nam kiểm soát. Liên minh châu Âu đã ước tính rằng có khoảng 8.000 tàu đánh cá và 46.000 ngư dân là một phần của lực lượng dân quân hàng hải của Việt Nam. Tạp chí cho biết con số sau này có thể hơn 70.000. Khi không đánh bắt cá, những người dân quân được huấn luyện này đã tham gia một loạt nhiệm vụ, đôi khi còn là hợp tác với Hải quân Việt Nam. Các nhiệm vụ bao gồm so thám bí mật các cơ sở quân sự và tàu của Trung Quốc, đôi khi cố tình đụng độ với các tàu tuần duyên Trung Quốc để thu hút sự chú ý của giới truyền thông phương Tây. Tạp chí cho biết họ nói rằng điều này nhằm đưa những ý tưởng về sự cố nhân đạo và sự cưỡng bức của Trung Quốc và tâm trí của cộng đồng quốc tế. Các chiến thuật chiến tranh du kích có thể bù đắp lợi thế của các tàu chấp pháp của Trung Quốc về kích thước và công nghệ. Và nếu như các tàu này bị bắt thì yếu tố kinh tế thiệt hại khá thấp, nhưng lợi ích ngoại giao và chính trị có thể rất lớn, vì vậy họ ít lo sợ. Tháng trước, Philippines cáo buộc Trung Quốc cử hơn 200 tàu dân quân biển đến bãi đá ngầm ba đầu tranh chấp. Kolenko, một nhà nghiên cứu tại Trường nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore cho biết, đặc biệt đối với Trung Quốc, lực lượng dân quân biển là tiền thân của Hải quân Giải phóng Nhân dân hiện đại. Tương tự, lực lượng dân quân hàng hải của Việt Nam đã bao vây giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc vào năm 2014 và đã công khai gây hấn với lực lượng an ninh hàng hải của các quốc gia khác, ông nói. Cùng với đó, vào năm 2019, lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc và Việt Nam làm việc hỗ trợ lực lượng tuần duyên của họ đã đụng độ gần bể dầu Văn Quốc. Tuy nhiên, Chen Xiaomiao, một nhà nghiên cứu liên kết tại Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia, nói rằng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã giảm bớt sự tham gia của dân thường vào các tranh chấp trên biển của mình nhằm tăng cường lực lượng tuần duyên và các lực lượng thực thi pháp luật chính thức khác. Nếu người dân tham gia vào các hoạt động quân sự, theo luật pháp quốc tế, họ được phân loại là quân nhân, là vấn đề trở nên phức tạp hơn nhiều, ông nói. Vì vậy, chúng tôi đang áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với ngư dân đi vào vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và tránh rủi ro. Lực lượng tuần duyên là cách được chấp nhận phổ biến nhất để thiết lập quyền quản lý vùng biển, ông nói. Bài báo trên tạp chí cho rằng Trung Quốc nên tăng cường luật pháp đối với tàu thuyền nước ngoài, gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam thực hiện kiềm chế thông qua các kênh ngoại giao và tăng cường khả năng tuần duyên để ngăn chặn lực lượng dân quân. Bạn thân mến, sau khi đọc xong bài báo này, mình cảm thấy người Trung Quốc đã còn những ngộ nhận nhất định. Ở Việt Nam, chúng ta đều biết có một lực lượng bán quân sự có tên là dân quân tự vệ. Lực lượng này là lực lượng vũ trang quần chúng, tức là dân quân không thoát ly sản xuất. Công tác được xây dựng lên để hỗ trợ các cơ quan nhà nước bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, thông thường người Việt Nam chúng ta đều biết rằng dân quân tự vệ là lực lượng hoạt động chủ yếu trên đất liền.
chỉ mới gần đây vào đầu tháng 6 năm nay, chính phủ ta mới quyết định thành lập Hải đội Dân quân Thường trực đầu tiên. Vậy thì tại sao trong bài báo lại nhắc tới những tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam thực hiện hành vi khiêu khích với các tàu hải cảnh của Trung Quốc nhỉ? Đó là ai? Họ thực hiện hành động đó với mục đích gì? Là một người Việt Nam, mình tin chắc các bạn đều biết rằng những tàu thuyền đó chắc chắn chỉ là những tàu đánh cá bình thường mà thôi. Chắc chắn nhiều bạn cũng đã từng nghe qua những câu chuyện về việc những tàu đánh cá của Việt Nam chúng ta được hải quân cấp dầu để mà chạy nong vòng ca khịa mấy tàu hải cảnh của Trung Quốc rồi đúng không nào? Hầu như hành động này đều là việc bộc phát do gai mắt với những hành động xâm phạm vùng biển của Việt Nam chúng ta tới từ Trung Quốc, cộng với bản tính dân miền biển thẳng thắn của mình nên họ phản ứng khá mạnh mẽ mà thôi. Lòng yêu nước của người Việt Nam là không phải bàn cãi, chính nhờ nó chúng ta đã có thể lần lượt đánh bại hết kẻ thù này tới kẻ thù khác. Cho nên không cần tới khi nhà nước tổ chức các lực lượng chính quy thì nhân dân ta cũng đã tự mình lên tiếng trước rồi. Điều này ngược lại hoàn toàn so với lực lượng dân quân biển của Trung Quốc, vốn không phải chủ nhân thật sự của vùng biển này. Các tàu dân quân biển của Trung Quốc phải được nhà nước tổ chức rồi mới dám tiến xuống đây. Các bạn có thể thấy là mặc dù tuyên bố sở hữu vùng biển này, nhưng cũng chẳng mấy khi các tàu cá của Trung Quốc dám tiến qua xa. Lực lượng thường trực duy nhất chính là những người lính đang chiếm đóng trái phép trên các đảo chìm và đảo nổi của Việt Nam chúng ta mà thôi. Thông thường mỗi lần tiến xuống, các tàu Trung Quốc sẽ tiến theo một nhóm tàu rất lớn, điển hình như là sự kiện vào tháng trước khi mà có tới khoảng 200 tàu cá của Trung Quốc tiến xuống và neo đậu ở bãi đá Ba Đầu. Sau đó, do nhận phải sự phản đối, các tàu này đã phải lần lượt rút về cho tới trước cuối cùng mà không thể làm gì được hơn. Tiếp theo, bài báo thậm chí còn tố cáo ngược những người dân này cố tình nằm cản trở tàu Trung Quốc để bị đâm, để vu vạ cho họ và thực hiện chiến tranh ngoại giao. Đây là một trong những logic ngớ ngẩn nhất mà chúng ta từng nghe. Một con tàu đánh cá thường có giá trị rất cao, bèo lắm thì cũng phải vài tỷ đối với một con tàu đánh bắt gần bờ, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng đối với những con tàu đánh cá xa bờ. Đó thật sự là một tài sản lớn của bất kỳ người dân nào. Cho nên chẳng có ai dạy gì mà để mình bị hút chìm tàu cả. Việc đó chẳng khác nào đem vàng dại xuống biển. Việt Nam chúng ta hiện nay cũng thừa bằng chứng để chứng minh được chủ quyền của mình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như vùng biển xung quanh chúng. Các bạn thân mến, chủ quyền của vùng biển Đông sẽ vẫn còn là một câu chuyện lâu dài với những chuỗi ngày đấu tranh bằng cả pháp lý và trí tuệ. Tuy nhiên, cho dù thế nào, người Việt Nam chúng ta hiện nay vẫn đang chứng minh được rằng mình mới chính là người sở hữu thật sự của khu vực này. Thông qua hoạt động của hàng vạn tàu cá nhỏ ở nước ta hiện nay, mỗi con tàu tuy rằng có thể nhỏ bé như một chiếc lá giữa biển khơi, thế nhưng khi kết hợp lại thì đó sẽ là một rừng cây che chắn cho đất liền của nước nhà. Nếu các bạn không tin, có thể thử một chuyến bay đêm ngang qua vùng biển Đông như mình, thì chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy những điều hết sức đặc biệt ấy. Và đó là góc nhìn của Tin Mới về vấn đề này. Còn các bạn khán giả thì sao? Bạn đồng tình hay là không đồng tình với ý kiến của chúng tôi? Hãy cho chúng tôi được biết quan điểm của các bạn về vấn đề này trong phần bình luận phía dưới nhé. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc là bên phải của màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của Tin Mới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.